Wow, bạn Kiệt lớn này bán bánh kem hả? Bao nhiêu một cái vậy? 10.000 cái. Rồi bạn Khoa con mua nào? Mua cái bánh kem màu gì á? Wow, một bánh kem mà có bánh bông lan nữa nghe. Rồi bán cho bạn Khoa đi. Rồi ăn thử có ngon không? Đây các bạn ơi, bạn Kiệt lớn đi bán bánh kem nè, cho gió thoải mái hết rồi. Rồi lượm bánh kem lên. Quá Văn Kiệt, bắt cái gì vậy? Có không? Đâu? Đâu? Đâu đâu, cá đâu? Rồi chụp nó lại lên. Trời ơi, con cá bự dữ hả? Để nó coi chừng nó chạy mất tiêu đó. Wow. Ôi bắt được con cá rồi, rồi thả lên bờ đi. Wow. Ôi một con cá đó. Wow, cá lóc bự quá, còn một con nữa kìa. Wow, con cá chạy dữ hả? Wow, con cá kìa bác kìa, cá chạy dữ hả? Rồi. Wow. Rồi đưa trên Kiệt lớn cầm kìa. Ôi con cá bự dữ hả? Wow. Trời con cá nhảy dữ quá các bạn ơi. Rồi bắt nó lên bờ, bắt nó lên bờ. Wow, bạn Kiệt bắt được. Bắt được một hai con cá lóc rồi các bạn ơi. Quá con cá. Ủa con gì vậy Kiệt ơi? Đâu đâu con gì nữa hả? Wow ơi. Ui, hai con cá cỏ bự dữ hả? Ôi nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Ôi Văn Kiệt ơi, lấy cái bao đi, lấy cái bao đi. Lấy cái bao đi, bắt nó bỏ vô. Ốc u cá luôn hả? Đây các bạn ơi, ôi con cá bự quá. Ôi, rồi bắt bỏ vô bao. Ôi, bắt nó lên, bắt nó lên. Wow, con cá bự quá các bạn ơi. Ôi chừng xảy nha. Ôi, trời ơi, rồi bỏ vô bao phụ. Cá nặng quá các bạn ơi. Rồi bỏ vô vào nha. Ủa vậy sao còn con nữa kìa? Vậy sao còn con nữa kìa? Rồi Kiệt lớn xuống bắt đi, lại lên. Đứng lên nha. Wow. Rồi lên lên, giật nó lại lên. Rồi nóng đầu nó. Được chưa, được chưa, được chưa. Rồi bỏ vô bao luôn, bỏ vô bao luôn. Rồi bắt hai con cá này bỏ bao luôn nè. Nè con cá lóc nè. Rồi hai cá lóc bỏ vô bao luôn. Rồi bắt bỏ vô bao đem về nghe. Rồi các bạn ơi, dưới ruộng này cá quá trời luôn. Rồi bỏ vô bao luôn bạn Kiệt ơi. Thôi bây giờ gọi con cá hả xe kem đi. Đây bạn Kiệt. Bạn Kiệt nhỏ bắt được cá, giờ đổi xe kem với bạn Kiệt lớn rồi, cho bạn Kiệt lớn đem cá về hả? Bạn Kiệt lớn chịu không? Rồi đây các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt lớn sẽ đem cá về nha. Rồi bạn Kiệt sẽ đem xe kem về đi bán nha. À, xe kem đẹp quá các bạn ơi, lại coi thử. Đâu xe kem có gì vậy bạn Kiệt? Xe kem có quá trời đồ luôn nè các bạn ơi. Wow, bình trà luôn hả? Bình trà có tiền trong đây nè. Ai bán được hả một ly kem á? Rồi đẩy xe kem về đi bạn Kiệt ơi. Rồi đẩy xe kem về, có ai mua kem không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bạn Ken bắn nha, bắn thử một quả bóng màu đỏ nha. Wow, ơi da, chưa nổ luôn, chưa nổ luôn. Rồi bắn. Wow, trời ơi. Ơi, hết hồn hết vía. Rồi bắn tiếp vào bóng màu xanh thôi. Bị kẹt nữa rồi hả? Rồi trong thời gian sửa súng bây giờ chúng ta sửa xong rồi, bắn qua bóng màu xanh nha. Rồi bắt đạn lên, bắt công tắc lên. Wow, trời ơi, ôi bể luôn rồi.
Wow, ghê quá các bạn ơi. Ôi, cái súng này nó mạnh quá các bạn. Đây là cái súng đạn cao su nha. Nó là bằng đạn cao su và nó mạnh lắm, có pin nữa. Rồi, bạn giờ bạn kia sẽ bắn quả bóng màu xanh nha. Wow, rồi bắn bóng màu vàng luôn. Bắn quả màu vàng luôn. Wow, ghê quá. Ê, hỉ rồi, hỉ rồi. Wow, trời ơi. Rồi, bắn tiếp cái bóng màu tím luôn. Wow, trời ơi. Rồi, quả bóng màu cam luôn. Wow, màu xanh luôn. Wow, rồi màu hồng luôn. Rồi, quá ghê quá các bạn ơi. Sát bong bóng tùm lum luôn. Rồi, tắt đi. Rồi, hết mình hết bóng rồi. Tắt đi rồi, mình cho các bạn xem cái cây súng này thử. Lấy đạn ra. Rồi, lấy đạn ra. Rồi, con đem. Còn đạn không? Rồi, các bạn ơi, đây là cây súng nha. Cây súng này là cây súng bắn đạn cao su. Wow, nó mạnh lắm á, bắn được bể được bong bóng luôn nè. Ừ, đó, cái súng này là giống như cây súng thiệt nha. Bạn Ken rất là mê, tối ôm ngủ luôn. Bữa nào là hả mua thêm một cây nữa để cho hả bạn Ken hả đi bắn khủng long. Ba, để con bắn ở trên tay, con bắn bể luôn nha. Để bắn trên đó con bắn bể luôn hả? Con bắn nữa không? Nãy con bắn là ba hết hồn luôn á. Vậy mình bắn ba thổi thêm mấy cái nữa mình bắn tiếp nha. Bạn do bằng Ken phá trao quá nên giờ thổi thêm mấy cái bóng nữa cho bằng Ken bắn tiếp nha. Rồi con bắt súng lên. Rồi bắn đi. Rồi cái màu xanh luôn. Rồi hỉ rồi. Bên đây. Rồi một cái nữa đâu. Rồi bắn vô cái màu xanh. Kẹt rồi. Rồi chuẩn bị nha, gỡ đạn xong rồi, bây giờ bắn vào bóng màu xanh này nha. Rồi bắt súng lên. Quá hỉ rồi. Quá rồi, nổ luôn. Rồi chúc mừng lắm. Rồi con qua con bắn quả bóng này đi. Rồi con bắn dưới đây nè, con bắn thấp thôi nha, chứ để nó bay xuống. Quá. Rồi bay luôn rồi các bạn ơi. Rồi hết rồi con ơi. Rồi như vậy là bây giờ xong rồi, con chào các bạn đi. Rồi bây giờ mình đi lượm đạn vô nha. Wow, cái cây súng này bắn vui quá. Xin chào bạn Ken nghe. Rồi con chào các bạn đi. Và các bạn ơi, hôm nay bạn Ken qua có đây nè. Wow, một cây súng. Một cây súng này là súng súng này súng gì con? Súng thiệt. À, súng thiệt á các bạn ơi. Súng này là súng bắn mà bắn siêu mạnh. Chưa bắn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi và chơi với bạn Ken nghe. Đây là mấy quả bóng nè. Bây giờ bạn Ken sẽ bắn coi có trúng mấy quả bóng này không nha. Rồi bây giờ bắt đầu bắn nha. Bắn nghe. Rồi chuẩn bị bắn đi. Bắn. Bắn nào. Vậy hả, con lầm hả? Các bạn ơi, bây giờ là bạn Ken bắn không được rồi. Bây giờ nhắm này nha. Nhắm bắn là cho bạn Ken lụm nha. 1, 2, 3. À, nó bị kẹt đạn rồi. Bạn Ken làm nó kẹt đạn rồi bạn ơi. Để tắt làm lại. Giờ chúng ta sẽ cùng bạn Ken bắn nghe. Bắn thử một quả bóng màu đỏ nha. Wow, chưa nổ luôn. Rồi bắn đi. Wow, trời ơi. Hết hồn hết vía. Rồi bắn tiếp vào bóng màu xanh thôi. Bị kẹt nữa rồi hả? Rồi trong thời gian sửa súng bây giờ chúng ta sửa xong rồi, bắn qua bóng màu xanh nha. Rồi bắt đạn lên, bắt con tắt lên. Wow, trời ơi, ôi bể luôn rồi. Wow, ghê quá các bạn ơi. Ôi cái súng này nó mạnh quá các bạn. Đây là cái súng đạn cao su nha. Nó là bằng đạn cao su và nó mạnh lắm, có pin nữa. Rồi bạn giờ kia sẽ bắn qua bóng màu xanh nha. Wow, rồi bắn quả màu vàng luôn. Wow, ghê quá. Ê, hỉ rồi.
quá trời ơi. Rồi bắn tiếp cái bóng màu tím luôn. Quá trời ơi. Rồi mở bóng màu cam luôn. Quá màu xanh luôn. Quá rồi màu hồng. Rồi quá ghê quá các bạn ơi. Sát sát con bóng tùm lum luôn. Rồi tắt đi tắt đi. Rồi hết mình hết bóng rồi. Tắt đi rồi mình cho các bạn xem cái cây súng này thử. Rồi lấy đạn ra. Rồi con đem. Còn đạn nữa. Còn đạn không? Còn đạn. Rồi các bạn ơi, đây là cây súng nha. Cây súng này là cây súng bắn đạn cao su. Wow, nó mạnh lắm á, bắn được bể được bong bóng luôn nè. Cây súng này hiệu con má chú về ba mua cây súng thiệt nữa nha. Ừ, đó, cây súng này là giống như cây súng thiệt nha. Bạn Ken rất là mê, tối ôm ngủ luôn. Bữa nào là hả mua thêm một cây nữa để cho hả bạn Ken hả đi bắn khủng long. Ba để con bắn ở trên tay con bắn bể luôn nha. Để bắn trên đó con bắn bể luôn hả? Bắn ở ba để con bắn gì trên đó sao mà con bắn bùng 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 bùng. Con bắn bắn bể hết hồn luôn. Con bắn nữa không? Hả? Nãy cô con bắn là ba hết hồn luôn á. Vậy ba thổi thêm mấy cái nữa mình bắn tiếp nha. Bạn giờ bạn Ken phá trao quá nên giờ thổi thêm mấy cái ăn bóng nữa cho bạn Ken bắn tiếp nha. Rồi con bắt súng lên. Rồi bắn đi. Wow. Rồi cái màu xanh luôn. Rồi hỉ rồi. Wow. Bên đây. Wow. Rồi một cái nữa đâu. Rồi bắn vô cái màu xanh. Kẹt rồi. Rồi chuẩn bị nha, gỡ đạn xong rồi, bây giờ bắn vào bóng màu xanh này nha. Rồi bắt súng lên. Quá hỉ rồi. Quá rồi, nổ luôn. Rồi chú bay lượm rồi, con qua con bắn quả bóng này đi. Rồi con bắn dưới đây nè, con bắn thấp thôi nha. Chứ để nó bay xuống mương đó. Quá. Rồi bay luôn rồi các bạn ơi. Rồi. Rồi hết rồi con ơi. Rồi như vậy là bây giờ sau này con chào các bạn đi. Rồi bây giờ mình đi lượm đạn vô nha. Wow, cái súng này bắn vui quá.